Video có chứa những hình ảnh ảnh hưởng đến thị giác, xin vui lòng đeo mắt kính vô nếu không muốn bị cừ ải chĩa. Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì tôi có một niềm đam mê bất diệt đối với những Pokemon Shiny. Nói không ngoa thì yêu thích đến mức ám ảnh với tụi nó luôn, xây dựng nguyên một đội hình toàn là Shiny không. Cho nên tôi nghĩ không ai phù hợp hơn để làm cái video này. Một cái video về những đứa Shiny vô cùng là đau mắt, ảnh hưởng đến người nhìn. Và tôi nghĩ tôi cũng sẽ không bao giờ chủ động đi bắt những con này. Đau đớn thay người yêu thích Shiny không thể nào nhắm mắt cho qua được, mà mở mắt thì bị tra tấn thị giác. À, những đứa Shiny vô nghĩa như là Gengar hay là Thánh Garchomp thì tôi cũng sẽ không đề cập trong top 10 này. Vì dù sao thì màu tụi nó nhìn hơi vô nghĩa thôi, chứ không có xúc phạm người nhìn đâu. Ở đây thì tôi muốn nói tới những Pokemon mà theo thẩm mỹ cá nhân của tôi, thà tụi nó đừng Shiny còn hơn. Rồi, cũng đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bây giờ thì vô. Ở hạng 10, tôi nghĩ đỡ nhức đầu nhất là Shiny Barbaracle. Dù đúng là ngay từ đầu cái thiết kế của nó đã khá ngứa mắt rồi, giờ có mà màu gốc hay màu Shiny thì nó cũng không có đẹp lên được. Nhưng dù vậy thì Shiny mà chơi màu xanh đột chuối rồi xen tới hồng cánh sen kiểu này thì chả phải là muốn dìm con người ta đến tận cùng phải không trời. Được cái là cường độ màu của nó không rực rỡ lắm, chứ mà cần kéo màu lên xíu nữa thôi là tất cả chúng ta đều phải đi thay con mắt mới liền. Ngoài việc thiết kế những Pokemon đáng nhớ thì Game Freak còn có biệt tài thiết kế những Pokemon đáng quên nữa chứ, như là bị đa nhân cách vậy đó. Hạng 9 là Shiny Latias. Một trường hợp nữa mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ săn Shiny ẻm làm gì. Vì dù sao thì màu gốc của nó cũng dễ coi hơn màu Shiny rất nhiều. Ví dụ như chuyển từ màu đỏ đô sang màu cam cũng được, nhưng cam hiện diệu, cam chấp nhận được thì ai nói làm gì. Còn cái màu cam này như là xài sinh lai 100 trái chanh vậy đó. Chú lẹ chú lét. Ấy là tôi còn chăm trước chưa nói đến màu Shiny lúc Mega của nó đó. Người anh em Latios của nó cũng không khá hơn, nhưng mà dù sao cái màu xanh này cũng nhìn được mắt một chút. Chứ Mega lên thì hai tụi này cũng giống nhau à. Ừ, âm 1000 điểm. Và thật ra thì cái bảng xếp hạng này càng lên cao thì càng đau mắt, nên là các bạn hãy chuẩn bị tinh thần ha. Hạng 8 là Weavile. Weavile là Pokemon được miêu tả như một loài thú săn mồi ở trên những vùng núi tuyết. Con mồi của nó thường là Alolan Sandrill hay là Vulpix. Nếu đi thành đàn thì nó còn săn được cả Mamoswine. Như chúng ta cũng biết, những loài thú săn mồi muốn săn được những loài to lớn hơn mình hoặc ngang ngửa mình thì ngoài kỹ năng đồng đội, kỹ năng lẩn trốn là vô cùng cần thiết. Nên bộ lông sẫm màu của Weavile rất hợp lý để tụi nó ẩn mình trong những cơn bão tuyết. Nhưng tôi nghĩ sẽ có những con quanh năm chết đói, chính là những con Shiny Weavile. Với cái màu lông này tôi xin lỗi chứ nhắm mắt lại còn thấy mờ mờ nữa, chứ đừng nói tới chuyện là săn được con mồi. Vàng mật ong mà còn đi với hồng đỏ tía tô nữa, sợ không ai nhìn ra mình hả trời. Khát khao sự chú ý đến thế cơ à. Giờ tôi hiểu tại sao Shiny con này hiếm rồi đó. Trừ khi những nhà huấn luyện chăm cho ăn uống đàng hoàng thì còn được, chứ mà thả ra ngoài hoang dã cơm còn không có mà ăn. Chát. Qua hạng 7 là Shiny Heracross. Tôi biết là trong tự nhiên cũng có những loài bọ đột biến tính trạng màu hồng, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng ngoài ra còn rất nhiều loài bọ cánh cứng màu đẹp hơn mà ta. Mà đâu chỉ có màu hồng. Sao nhất thiết phải để một Pokemon có thiết kế đẹp như là Heracross giác nguyên một cái hồng cánh sen vô rừng vậy trời. Nói thiệt là tôi rất thích Heracross nha, nhưng với cái màu hồng sến ra màu nước mắt thế này thì tôi xin phép bảo toàn đôi mắt của mình. Đã cận thị loạn thị rồi, bắt tôi nhìn cái này riết chắc tôi đi thay trong mắt mới luôn quá. Ví dụ như nó chuyển từ màu xanh đại dương sâu thẳm thành màu xanh hy vọng của bầu trời thì có phải là đáng yêu hơn rất nhiều không? Chứ tôi không có dám mơ tới chuyện nó chuyển thành màu bạc hay là màu vàng trong tự nhiên đâu. Game Freak thì không bao giờ nhân đạo như vậy. Qua hạng 6. Hạng 6 thì tôi sẽ nói tới Hariyama. Ta nói ngoài cái nhạc nền quyết định cảm xúc ra thì còn màu sắc có thể quyết định được luôn nghề nghiệp của bạn. Không tin chứ gì? Đây là Hariyama. Cơ thể của Hariyama chủ yếu bao gồm cơ bắp và mỡ. Với cánh tay đầy sức mạnh như vậy, nó có thể thổi bay được một chiếc xe tải, bẻ gãy một cục điện, hoặc một chiếc tàu hỏa có thể bị chặn lại bởi đôi bàn tay này. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức Pokemon sỏi đá cũng thành cơm. Còn đây là Shiny Hariyama, rất giỏi trong việc rửa chén. Ủa thiệt, tự nhiên dạng bình thường màu sắc nhìn vô là biết là một đấu sĩ rồi ha. Dạng Shiny nhìn vô như đang đeo một cái găng tay rửa chén mua ngoài điện máy xanh vậy. Đang giải cứu thế giới xong bắt con Shiny này về có tinh thần làm nội trợ ngang luôn. Cái vấn đề nằm ở chỗ là cái đôi bàn tay màu tím pastel của nó. Tôi thật sự không thể nào thấm nổi vô con mắt của mình cái màu sắc như thế này. Thật sự, không thấm nổi. Hạng 5 Usherin. Nếu ai hỏi tôi đâu là Shiny khó hiểu nhất thì tôi sẽ cho họ ví dụ về một Pokemon gấu nâu. Khi đột biến tính trạng lại thành một con gấu xanh đột chú giả quang, tôi
cũng không biết tại sao nó lại có thể phủ vàng như vậy. Vì nếu lấy cảm hứng là loài gấu nâu thì có rất nhiều trường hợp đột biến thành màu trắng hoặc là màu nâu nhạt hơn. Nhưng nhà sản xuất quyết định cho một bộ phận Pokemon thành màu xanh đọt chuối hết. Trong đó cái màu xanh đọt chuối của Ursaring là cái màu đau mắt nhất, vì không thể nào tưởng tượng nổi ai đi săn mồi trong rừng mà có nguyên cái bộ lông màu xanh đọt chuối dạ quang kiểu này. Thì mật ong nhiều khi còn không có mà săn được, chứ nói chi là có cá để ăn. Rồi không hiểu tại sao từ màu xanh đọt chuối tiến hóa lên Ursaluna thì lại thành màu đau đỏ. Tell me why. Hết nói nổi. Bây giờ chúng ta tới hạng 4. Ở những Pokemon top đầu thật là khó xử vì con nào cũng xấu. Nhưng đỡ xấu nhất trong ba đứa thì tôi nghĩ tôi sẽ gọi tên Komo-o. Chúc mừng á thần Gen 7 là á thần đỡ xấu nhất. Cũng không có gì đáng thắc mắc hết khi mà Komo-o nằm trong list này của tôi. Chỉ so trong đám á thần thôi thì trừ Gacham ra thì tôi cũng không biết nói gì. Komo-o chắc là đứa có Shiny diêm dúa nhất trong cả đám. Nó là rồng võ sĩ, thiết kế nhìn là thấy biết khí thế chiến đấu dân trào rồi. Hồi đó chơi Gen 7 muốn bắt một con Pokemon Shiny á thần cho nó hiếm hiếm đi khèn người ta, thì lòi ra con Pokemon Shiny này màu xanh đọt chuối phối với màu hồng cánh sen. Mà cả hai màu này đều là màu nơi ong sáng trưng mới ghê chứ. Ông nội ơi. Mà để có thể nghĩ ra đem hai cái màu này phối với nhau thì tôi cũng nghĩ có căng mới làm được, chứ người bình thường không có ai nghĩ ra đâu. Để mấy ông pa team thiết kế thiệt chứ. Đúng đỉnh. Bây giờ chúng ta đến top 3. Thật là khó chọn, đứa nào cũng xấu. Hạng 3 là Shiny Kyogre. Thiệt, thẳng vấn đề luôn là thần biển người ta tạo ra đại dương, mà Shiny chơi hồng cánh sen thì thấy mấy người không còn miếng lương tâm nào hết nữa rồi. Sao mà mấy anh thích hồng cánh sen dữ thì không biết nữa. Này như trên thế giới này chỉ có màu hồng cánh sen thôi đó, yêu đời dữ vậy na. Tưởng tượng cái đáng sợ của đại dương là những sinh vật biển khổng lồ ẩn mình dưới làn nước sâu. Thần biển khi xuất hiện hô mưa gọi gió làm khiếp sợ bao nhiêu người. Xong giờ lòi ra giữa một trận bão tố có nguyên cục màu hồng cánh sen dạo quang đang phát sáng, xong kêu người ta hãy khiếp sợ ta đi. Tôi ngất xỉu. Mà chắc mấy nhà thiết kế cũng thấy cái màu này không có ưa nổi, cho nên dạng Shiny lúc mà hóa nguyên thủy nó chuyển thành màu đen rồi. Cả người bạn Crowdon cũng vậy nữa. Thấy không? Chính mấy anh thiết kế mà còn không ngắm nổi cái thiết kế của mình, nó phải chuyển liền á. Bởi nhìn sơ tôi thấy Gen 3 chắc là thế hệ mà nhiều con Shiny xấu nhất quá. Ngoại trừ dạng Shiny Rayquaza màu đen đáng xài thôi. Điển hình là Shiny Rayquaza lên anime rần rần luôn. Chứ thử đưa Shiny Kyogre với Shiny Groudon lên chắc người ta cười bung chỉ 3 ngày chưa xong. Rồi, hạng 2. Tôi khi mà thấy con này tôi cười 15 phút đồng hồ chưa ngưng lại. Đó chính là Gumshoes. Mấy bạn biết cái meme nổi tiếng nhất của Gumshoes liên quan tới ai không? Đây nè, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Tôi cũng không hiểu là Game Freak có ý đồ gì trong chuyện này không, chứ Gumshoes được ra mắt trong trailer của Pokemon Sun and Moon chỉ 2 tuần sau khi mà Donald Trump đắc cử tổng thống. Và Game Freak cũng có trả lời cái này rồi, là loài này được thiết kế từ lâu nên là việc xảy ra chỉ là trùng hợp thôi. Mà tại sao tôi kể chuyện này? Bởi vì khi biết được cái dạng này rồi, tôi nhìn qua cái hình Shiny của nó không thể nào nhìn một cách bình thường được nữa. Cứ như là Donald Trump nhuộm tóc hồng vậy đó. Quá chó đẻ rồi. Mà thiết kế thì nghiêm nghị cỡ này, cái chơi quả tóc hồng, điểm thêm cái bộ lông màu hồng giữa bụng nữa, thực sự là không thể nào nhìn nó một cách nghiêm túc được. Và chúng ta đến top 1. Một cái top 1 không thể nào đáng tự hào hơn. Xin phép gọi tên Volcanion. Là một Pokemon huyền ảo trong thế hệ thứ 6, cho nên việc sở hữu được Volcanion cũng có thể gọi là hiếm đi và khó để sở hữu, chứ đừng nói đến là Shiny. Nhưng tôi cho rằng đây là một việc tốt, vì hình dạng thường của Volcanion được thiết kế ta gọi là khá đẹp mắt. Đỏ làm chủ đạo, rồi điểm thêm trong đó là những màu xanh dương. Nói chung là phối màu hợp lý, tạo cảm giác rất hợp với song hệ lửa và nước của nó. Ấy là cho đến khi cái nhà thiết kế sợ rằng con Pokemon này quá hoàn hảo về phần nhìn, nên ban cho nó một màu Shiny vàng khẹ từ chân đến đầu, xong điểm xuyết lên đó là những màu chấm tím nê ong. Mà ta nói rất phù hợp để dọa những đứa trẻ kén ăn nha. Nhìn quá 10 giây thôi là đi rửa con mắt liền. Rồi màu xanh của vòi nước thành màu xanh nê ong như khẳng định đỉnh cao phối màu của team thiết kế luôn. Thiệt đúng là đa nhân cách khi mà nhìn giữa dạng thường với dạng Shiny của Volcanion luôn á. Và các bạn cũng đừng có nói là tôi chưa từng sở hữu nên chưa biết nó đẹp cỡ nào. Tôi đã từng có được nó rồi. Hình như là một con được hắc hay sao đó. Mà lúc xài xong cái màu vàng nó quá sáng đi, như là như đưa một cục vàng ra sân đấu vậy, tôi không thấy được chi tiết nó nằm đâu hết. Cũng là câu nói cũ, để mà làm xấu được như vậy chỉ phải có căng mới làm được thôi, chứ không thể nào mà người thường người ta làm được tới mức này hết á. Và đó, tôi đã đi qua hết 10 con Pokemon Shiny mà tôi nghĩ nên đeo kính râm nếu muốn sở hữu tụi này. Còn các bạn, đâu là dạng Shiny cạn lời nhất mà các bạn không muốn có trong đội hình? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo.
Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye.